Nguyên Khôi Audio xin kính chào các bác nhé. Và hôm nay rảnh em lại tiếp tục làm cái clip giới thiệu một bộ loa của châu Âu. Ở trong bài nhỏ các bác là một bộ loa với âm ly Tanbert TR200 và một đôi loa của Anh là Fre Hudson. Đây là một bộ mà âm thanh em nghĩ là ngon bổ rẻ. Với giá tiền nó chỉ trên 10 triệu một chút là các bác có thể là chơi một cái bộ này với cái trong cái phòng nghe nó rơi từ 18 đến 20 mét vuông các bác nhé, 15 đến 20 mét vuông chơi tốt về cặp này, về bộ này. Về hình thức, trước hết là về hình thức thì một bộ này rất đẹp các bác nhé, từ âm ly cho đến loa. Tí em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể đối với từng con âm ly và là cặp loa. Về con Tanbert này thì các bác chắc cũng không lạ rồi, tên Tanbert TR200 thì con này với là sản xuất tại La Uy, và đây cũng là một con âm ly cỏ thôi, nó là cái dòng nhỏ thôi của cái dòng Tanbert, nhưng với mạch âm sắc rất là hay và zin tuyệt đối. Con này là xuất âm tụ nha các bác nhé, công suất là 20W một vế, 20W một vế, nó chạy sò than, tiếng rất là sạch sẽ và mượt mà. Với âm ly thì tất cả mọi hoạt động hoàn hảo, vỏ đẹp, mặt đẹp, âm ly hoạt động hoàn hảo, kể cả radio bắt nét cho các bác nhé. Đấy. Thì về model của nó đây các bác này, Tanbert TR200. Nó chỉ có duy trì cái lúm này nó bằng nhôm, nó bị ố theo 5 tháng thôi, còn đâu là mặt rất là đẹp các bác nhé, lúm lút không bị xước sát gì, đèn đóm đầy đủ luôn. Đấy, vỏ lùm, lúm ba lan. Đấy, lúm ba lan. Đây là lúm bát. Con này có mạch âm sắc rất là hay. Và con này có thể đánh được là hai cặp loa cùng một lúc nhá. Đây cặp đánh có thể đánh cặp A hoặc AB hoặc đánh cặp B. Đấy. Về âm ly thì rất đẹp. Điện 220V, các bác không phải lo về cắm nhầm. Còn về cặp loa thì em bỏ cái e căng của nó là e căng cước nha các bác nhá. Trước khi em sẽ đo kích thước cho các bác, đo kích thước cặp này đẹp lắm các bác. Với kích thước là có chiều cao là 50cm, chiều cao rất là đẹp, và bề ngang là 31cm, và về chiều sâu là 23cm các bác nhé. Đấy. Về thùng loa thì em bỏ cái e căng, nó là e căng cước. Ở phía trước là có một cái tem bằng nhôm là Fre Hudson, hay là âm ly quyền loa của Anh, căng cước. Đấy, rất đẹp luôn, căng zin luôn các bác nhá. Các bác nhìn căng là biết là hàng bãi rồi, nhìn mặt loa là biết là hàng bãi rồi, bởi vì nó còn vàng ươm bên này, còn thơm lức mùi của bọn Tây luôn. Đấy, căng cước rất đẹp luôn. Về chiếc căng bên này cũng vậy, cũng rất đẹp rồi các bác này, cũng rất đẹp luôn, căng cước còn nguyên tem, căng còn như mới, các bác nhìn còn như mới luôn, nó bằng giấy lệm. Về cấu hình loa thì các bác nhìn các bác thấy rồi, để hai đường tiếng, một con bass 20 và một con tép dom. Con tép dom là con tép rất là hay này các bác nhé, con tép là của Anh, rất là hay. Và cái con ở cặp loa ở dưới là cặp loa hãng này, nó là hãng model của hãng của nó là hãng về Goodman. Theo kinh nghiệm của em là đây là hãng loa về Goodman, loa em còn chưa thèm tháo củ luôn, về ghét cái là luôn cho các bác. Về mặt loa các bác nhìn nó còn vàng ươm luôn, loa nó còn nguyên cả cái mút để nó bắt cái loa test 1 ở đây làm kín này. Đấy, bên này thấy còn nguyên mút này, mút này vẫn chưa bị mùi. Về thùng loa em nói các bác là cũng đây là một cặp loa rất là hiếm, bởi vì em hiếm mà đẹp ở đây là nó không biết là lạng một cái gỗ gì, nhưng mà sờ nó mát như đá luôn. Nó mát như đá luôn, gỗ này là gỗ chắc là gỗ quý rồi, nhìn gỗ vân gỗ nó rất đẹp, vân gỗ phải rất đẹp luôn các bác nhé, như đá luôn. Thành quách thì rất đẹp, không có bong chóc bể lở gì, bác nhìn thì biết là tất cả cái góc cạnh sắc nét như loa mới làm luôn. Đấy, như loa mới làm luôn.
Đấy. Phần rất nổi, rất đẹp luôn các bác nhé. Về phía sau, phía sau thì gồm có là có cái tem. Tem đây là tem Ferguson, model là 3423D, trở kháng là 4 ohm và công suất là 20 đến 30W. Nó rất hợp với con âm đi này này các bác nhé, rất hợp với con âm đi này. Em đang chơi về bản nhạc vàng, tí nữa sẽ test cho các bác nghe. Loa thì rất đẹp, gân cao su lõm, gân cao su lõm, màng loa bằng giấy nhưng mà nó tráng một lớp cao su ở bên ở bên ngoài. Tuyến loa rất đẹp, tép không bị móp méo. Phía sau của cái loa này cũng vậy, đấy cũng là còn nguyên tem của nó đây nhá, nguyên tem và model của nó đây. 230W, cặp này rất dễ đánh, độ nhạy nó rất cao. Đấy, về thì là nó còn một đoạn dây này, một đoạn dây này em nối cái đầu để này để cho các bác là có thể là tiện cắm bắp chuối đi vào đây hoặc kẹp dây như em. Đây là em kẹp này, này em kẹp cho nó tiện rồi em cắm rút suốt ngày. Đấy. Cặp loa thì nói các bác không có gì để mà chê, cực đẹp luôn. Và con âm ly này cũng vậy nha các bác nhá. Âm ly này thì em cũng quay một chút từ phía đằng sau. Bác nào mà có nhu cầu thì các bác kết bạn với em, là em gửi cả phần linh kiện ở bên trong em chụp đầy đủ cho các bác nhá. Con âm ly tăng bớt sản xuất tại La Uy với model là TR200 và cổng cắm của nó là có cái đường phono rồi đường extra và đường này là đường tiếp. Em đang cắm là đường, em đang cắm vào đường tiếp nha các bác nhá. Đấy, loa thì là giắc loa đây, giắc loa châu Âu, tất cả nó đều như thế này. Đây là bác nào mua thì em sẽ tặng cho các bác là một cái giắc này và hai cái giắc loa này, bác về là bác đấu. Đây là em đấu là cổng bên đường cổng B. Công suất là 15 đến 100W, điện đóm và mọi cái. Đây là cái anten cắm nước anten, bác nào mà muốn về bắt radio bắt net thì các bác là lấy cái dây điện tuốt tuốt các bác cắm vào đây là thay cái anten thôi là bắt thôi, đơn giản. Âm ly thì vỏ cũng đẹp. Vâng, em sẽ báo giá luôn với bác cái bộ này. Còn âm ly này em bán cho các bác cái giá là 5 triệu. Đấy, con âm ly này giá rất là hợp lý cho các bác là 5 triệu con tan bớt này. Và đôi loa này là 7 triệu rưỡi các bác nhá. Giá một bộ này là có 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi các bác được sở hữu bộ âm thanh châu Âu rất hay. Ở sau khi em báo giá xong em sẽ là test cho các bác để cho các bác nghe thử về chất âm. Còn về loa, về âm ly thì em bao đẹp, em bao zin, hoạt động bình thường cho các bác nhé, ship toàn quốc cho các bác. Sau đây mời các bác là nghe thử một đoạn nhạc. Nhạc này em sẽ ghép mà nhạc vàng này các bác nhé. Đẹp quá các bạn, bày bộ này đẹp. Trên một cái đầu đĩa nó thì tuyệt vời luôn. Nghe phê cho các bác. Nghe tiếng bass tuyệt vời, tiếng tép tuyệt vời. Với trung âm của anh thì không phải nói rồi. Mời các bác đeo tai nghe vào nhé. Phê luôn đấy.
cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm và theo dõi clip của em. Thì bác nào mà đang theo dõi clip mà chưa đăng ký kênh của Nguyên Khôi thì cũng vui lòng cho em nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để tiện theo dõi những sản phẩm mới nhất của em về. Em sẽ là thường xuyên về cái gì em sẽ thường xuyên là cập nhật cho các bác. Bác nào mà quan tâm món nào, có nhu cầu món nào các bác cũng đừng ngại ngần alo cho em theo số điện thoại Nguyên Khôi 0982922168 hoặc kết bạn Zalo cho em ở số điện thoại trên. Để em sẽ gửi hình ảnh và tư vấn cụ thể được các bác nhé. Về ở các bác ở xa thì là em sẽ ship uy tín cho các bác nhé, các bác nhé. Em không ship cost, các bác cũng vui lòng em phải em đi làm suốt ngày vì là em giờ hành chính thì gần như có mặt 100% ở trên cơ quan rồi. Do vậy là em ở nhà em phải nhờ đóng hàng. Do vậy là các bác cũng yên tâm về cái việc là ship hàng, các bác không phải lo, kể cả các bác ở xa hay ở gần hay hoặc ở trong miền Nam và trong miền Tây mua hàng của em rồi, các bác biết rồi đấy, em rất cẩn thận với chuyện ship đấy. Bác nào có nhu cầu alo cho em. Với bộ này là em đã báo giá các bác rồi, em nhắc lại về giá là con âm ly là em bán với giá là 5 triệu, cặp loa em bán với giá là 7,5 triệu. Và giá này là em không bao ship cho các bác nhé. Giá này giá rất hợp lý cho một bộ âm thanh của châu Âu, một đôi loa của Anh và một âm ly của La Uy. Đấy, tất cả hàng em bao đẹp, em bao zin, hoạt động hoàn hảo cho các bác nhé. Vâng, cuối cùng xin chúc các bác ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác ạ.